mà con nhường cho em con ăn. Con chị á thì mẹ cho năm, không phải 5.000 mà năm cắt ha, 5 xu vậy mà cũng 5 á. Rồi để sáng nào cũng cỡ tuổi này à, chị cũng đẹp đẹp vậy đó, chở ông già đi chăm cứu ông già bị tai biến á. Tiền này để gửi cho em này để trả nợ vợ mới mất 15 triệu. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À, hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Phú Xuân, huyện Tam Nông. Hôm nay Bùi Hồ cùng với em Phong Bùi cũng như là chị Tưởng ghé thăm lại xóm Việt Kiều Campuchia ở trên cái con sông như thế này. Chào anh ba. Dạ. Dự tính nha, sẽ đưa một cái hộ gia đình ở trong xóm Việt Kiều lên trên bờ sống và sẽ xây một căn nhà tương tự như thế này. Và bây giờ thì chắc là em anh em sẽ xuống dưới trò chuyện hơn ạ. Tổng ở đây hết bao nhiêu hộ anh Hồ? Ở đây thì 5 hộ á Phong, 5 hộ còn gọi là 5 hộ nhưng mà mình chỉ thấy được 3 chiếc ghe. Bên này là bà ba đúng không ạ? Bà cụ. Ừ, dạ. Dạ. Chào hai chú. Chào con. Chào hai chú. Hồi tối là phải liên hệ với lại chị trên. Để thôi hôm nay là đi cắt lục bình nữa rồi. Chị ngồi bên đó luôn ha. Không có bên đó. Dạ. Nhà nào? Nhà bên này. Nhưng mà vô đông mới tiếp vô được không? À. Ghe anh ba đông có vô nước không anh ba? Không sao, không sao. Ba chìm mà. Ba chìm. Có ba con xu với là không sao. Bà nói chuyện phản cảm anh nhỉ. Có ba xu chứ không sợ. Cái bao bằng cao su. Bà nói rõ ràng nha. Đây là một trong những cái xóm mà có rất là đông thành viên trong nhà. Chị ba đang chặt nước đá kìa. Cái bếp đó chị Tưởng. Cái bếp của chị ba đó. Bếp nấu ăn đồ đó hả? Dạ. Dạ, ở đây thì nấu ăn khó lắm. Nấu bằng bếp củi hết à. Hôm trước qua thì mấy anh em có chứng kiến là gia đình là ăn ăn cơm với muối mè đúng không anh Hồ? Ừ, muối đâm á. Muối đâm. Muối ớt á. Phượng, ngồi trò chuyện với mấy chú một xíu. Bữa nay con có đi học không? Dạ không, bữa nay thứ bảy con được nghỉ học. Bữa nay nghỉ học ha? Dạ. Hổm giờ thì con thấy mọi người có quan tâm gia đình con nhiều không? Rất nhiều. Có ai gọi điện thoại cho mẹ hay là xuống thăm gia đình mình không? Dạ con điện thoại thì có điện cho cô Bảy, có xuống thăm, có mà con đi học con không có biết. Con về con chỉ nghe nói lại thôi à. Chia sẻ thêm với mọi người á, là khi mà chị Tưởng xem đoạn clip này á, thì chị Tưởng nói là rất là giống chị hồi nhỏ. Tuổi thơ của cô này nè, cũng giống như con vậy á, y chóc luôn á. Cho nên là hôm nay cô này xuống thăm con, trò chuyện với con này. Dạ. Cô này hồi nhỏ cũng đi gánh lúa cũng khổ lắm. Con gọi là cô Tưởng ha. Dạ. Cô bây giờ cô Tưởng cũng muốn gơi lại. Hôm trước thì chị có kể cho em nghe một cái câu chuyện hồi bé của chị, sao chị nói em nghe với chị Tưởng? Chị cũng hoàn cảnh giống bé này vậy đó. Lúc mà chị khóc á là bé nói mẹ cho con 5.000 mà con nhường cho em con ăn. Con chị á thì mẹ cho 5, không phải 5.000 mà 5 cắt ha, 5 xu vậy mà cũng 5 á. Rồi để sáng nào cũng cỡ tuổi này à, chị cũng đẹp đẹp vậy đó, chở ông già đi chăm cứu ông già bị tai biến á, đi chăm cứu thì mua hộ bánh mì hai cho con ăn, mua 2.500 2.250 gì chị nhớ, 2.250 cái năm đó mà chia làm đôi á. Rồi thì bẻ nửa ổ thì hai cho con ăn, thì cho ông ăn rồi thì ông đi vô ông chăm cứu, rồi chừng ra thì chị chưa có ăn. Rồi cái ông mới nói là có ăn rồi á, vậy này để cha ăn nghe. Thì mình trực nhớ là cha ăn rồi, mà cái xôi nhường cho cha ăn luôn, tại vì ông bệnh ông nhớ. Mà nghe bé kể thì rất là xúc động. Cô cũng được ăn cơm ngon giống như con kể vậy đó.
cung cơm cục mà chấm cơm rời á, con biết không? Không biết hả? Dạ. Không có được muối mè ăn đâu. Nghèo á. Dạ, cô ăn cơm không hả cô? Lấy nó đá này còn đem làm nước cho mấy chú. Thì thường ta nói cơm cục chấm cơm rời á. Cơm rời vậy nào mình chấm 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 nó thành cục chấm rồi ăn. Chắc cục là ăn á con. Là không có được muối ăn luôn á. Mình còn được có muối rồi ăn á. Năm 78 là tới năm đó, tính năm nay là chị sinh năm 69, năm 78 là em nhớ là em lên tới 155 á, em mua bán ở đó rồi đó chị. Em chỉ ăn bắp thôi. Cũng có tuổi bé này. Bé nè, đi học mà nhiều khi có tiền cho con 5 ngàn đi rồi. Thì thành ra thì học, tình thương quánh thương. Dạ, nhiều khi thì có, nhiều khi thì không. Thì công việc em cũng rất là nhiều. Dạ. Nhưng em thấy con bé em thương quá. Thì cũng có mạnh thường quân cũng có hỗ trợ. Thì nên hôm nay sẵn dịp xuống đây thăm gia đình luôn. Xem cuộc sống gia đình sống như thế nào. Má ngửa rồi, má chặt má ngửa rồi. Thì cái đây là cái nhà mình á. Đá là động nành á. Thì con đi học. Ừ. Mỗi ngày là con đi xe đạp và con đi bộ. Dạ, con đi xe đạp. Bây giờ thí dụ như cô cất nhà cho con chịu không? Dạ chịu. Con đợi, con mơ ước nhất là cái gì? Dạ được cái nhà. Phải khỏi tắt nước. Khỏi tắt nước hả? Dạ, hồi tối con mới tắt nước luôn. À, ở cái đây là bị tắt nước à? Dạ. Tại vì lâu lâu phải tắt nước, không tắt nước rồi nó chịu. Em muốn mua cho bé đôi bông để kỷ niệm. Nó không chịu. Để dành tiền cất nhà. Dạ. Khi nãy là chị Tưởng có gặp bé ở chợ. Thì chị Tưởng có nhà ý là mua cho bé cái đôi bông ở chợ này nè. Lỡ mà có khó thì bán ở đây nên còn dễ hơn, được giá hơn. Nhưng mà bé lúc đó bé sao bé không chịu bé? Con? Dạ, tại con cho để cho cô làm công việc để cô lỡ cô mua cho con rồi cô có tiền đâu mà cô ăn. Cô muốn kỷ niệm cho con. Để lỡ có phòng hờ có chuyện gì đó, ví dụ mẹ bệnh là lấy cái đôi bông bán. Được không? Con không biết mẹ nữa. Nhưng mà con thích đeo bông không? Dạ thích. Nhưng mà tại sao con sợ cô không có tiền hả? Sao mà con không chịu nhận? Dạ tại con có rồi. Nó có rồi không nhận. Hồi nãy là chị gặp ở chợ đó, chị chợ rồi. Chị nhìn thấy. Chị nhìn ra nhưng mà sao bé quá. Sao nhỏ quá vậy? Cái chị lấy cái hình mà chị hai đứa mà hai cha con mà lụm dây chai á. Chị đưa nó không thấy, không phải nó. Anh Hồ nhớ hôm trước là bé kể một câu chuyện mà rất là ngô nghê á, về cái điều ước á. Mà hồi giờ mình đâu có nghĩ là nhỏ tuổi như vậy mà có thể suy nghĩ được cái chuyện như vậy ha. Hồi đó thì anh bé ước cái gì quên rồi anh Hồ? Bé nói tại sao ở trong truyện Tấm Cám có ông Bụt, nhưng mà ở ngoài thì lại không có ông Bụt. Tại vì người khó khăn như con ông Bụt sao không giúp cho con một cái nhà. Bé nói gì á? Hả? Ông Bụt, hai ông Bụt. Bây giờ là ước mơ con thành hiện thực rồi đó. Nhiều, không phải có một ông Bụt mà rất là nhiều ông Bụt. Phải không? Mới gộp lại xây cho con được căn nhà. Dạ. Hiểu không? Ở đây thì tổng cộng là 5 hộ hết luôn ha. Thôi chắc là mình mời các hộ qua đây luôn được không ta? Không, cái ghe này chìm hả Phong? Ghe chìm hả? Ghe mà người cũ mới được. Anh thấy mà lắc hơi rồi đó. Đại diện ấy, mỗi người qua đây để. Tại vì vừa rồi thì có một số cô chú cũng gửi cho mỗi hộ đây hết luôn á. Em chia sẻ với chị Tưởng là hôm trước là em có cùng với lại bé Phượng nè, với lại chị Ba với anh Ba đi cắt lục bình. Thì một ngày đó thì anh Ba với chị Ba là 3 giờ sáng là cắt tới 4 giờ chiều, là hơn 13 tiếng. Mà hôm đó là được nhiêu chị Ba? Chỉ có 100 mấy à? Được 100 mấy. Được 100 mấy chục ngàn. Mà cái người mà đứng mà coi cân mà ghi số ký á, là bé Phượng nè, là ghi 22-23 ký ghi cho mẹ. Tại ba mẹ thì không có biết chữ gạch nè, bé Phượng được đi học à. Thì bé Phượng sẽ thực hiện cái việc tính toán đó. Mà mình thấy nhỏ, mấy bé nhỏ nó đi cắt thấy tội lắm. Về ở Campuchia thì là nói ngay gì con giúp
về đến đây thì là cho con được giàu có hay không thì cũng là ráng lăn lóc được cho con học, có biết chữ nghĩa được như là tôi còn trước mà không biết chữ thì cũng thua kém hơn em người ta lắm. À, mà anh ơi, thì gia đình mình về đây á, mình có được là địa phương ở đây là giống như là cho mình cái miếng giấy đi thì thân. Không có. Giống như hộ khẩu rồi vậy đó. Không có chị ơi. Là sao vậy? Không biết. À. Em, với em cũng hỏi người ta, nói là... Anh có đi xin không? Anh có lên tới phường xã anh xin không? Có. Cũng lên mấy lần, người ta nói rằng là chờ cấp trên người ta đưa xuống người ta mới xét. Ủa vậy chứ hồi đó mình từ đâu mà mình đi sang Campuchia mình sống? Hồi lúc ông già sang sống ở Campuchia. Dạ. Thì bển là mình có giấy tờ hả bển? Nhưng có giấy cái miên giấy mình tạm trú nó gì thôi, không có nhập được hộ khẩu nó. Dạ. Rồi giờ về đây giống như không có gì luôn. Dạ, chỉ là có được hai đứa nhỏ này, hai sinh hai đứa nhỏ đi học. Có một cái tờ giấy tạm trú của Campuchia thì nhỏ, anh ba chắc còn giữ cái tờ đó không? Còn. Sao thấy ghi nó muốn chim vậy ta? Anh thấy nó ghê quá. Không sao, vì chìm ở đâu mà cảm giác chìm hoài. Bé nó tát nước rồi. Con tát nước rồi, mấy chú yên tâm đi. Giờ ngồi đông vậy nó chìm nữa, tối nay tát tiếp ha. Không, con tát rồi, hai ba bữa nó mới tát nước rồi. Con tát hồi tối là lúc mấy giờ? Dạ, 6 bây giờ. Tại tát sớm mấy ông trời không có sao con tát luôn. Con tát lâu không? Dạ lâu. Con với ba con tát ba khi ngang đổ. Tại vì cái thân hình bé bé như nè thì mới xuống khoan được. Nên là nữ là cứ múc nước lên là ba đổ xuống sông. Đêm qua là tát mấy tiếng con? Con không nhớ nữa. Con tát đến mấy giờ mới hết nước? Dạ gần như là 6 giờ mấy đến gần 7 giờ con mới tát xong. Hồi xưa là chị chấm xuồng, ba lá hay kèm á. Chứ cái xuồng này chị chấm cũng được. Sợ ba lá hay kèm á, chống điêu liền lắm. Dạ, nó đầm cái này chống không có được. Cái này phải có cây dầm á, bơi mới được. À, nhỏ nhỏ cỡ con bé này. Ở đây thì thôi bây giờ chắc mình chia sẻ cái vụ mà xây nhà cho bé đi ha. Chị Tưởng nói trước đi. Em hai ông bụt có trước đi. Em giải quyết trước phần em nha. Em nói cái việc mình xây nhà đó. Thì Kim được biết là gia đình á, các hộ ở đây là muốn đậu cây bến đây thì phải gom góp tiền để mua một cái miếng đất ở phía trước này. Dạ. Người ta mới cho đậu ở trước cái mé sông. Dạ. Thì gia đình của chị ba thì cũng đã có miếng đất nhỏ nhỏ bên hông này rồi. Và muốn xây một căn nhà cho gia đình thì ước chừng tụi mình dự kiến tầm khoảng 75 cho đến 80 triệu đồng. Thì trước mắt thì mình với anh Bùi Hồ cũng được cái số tiền là 24 triệu 1 của mấy cô chú gửi. Thì bây giờ thì cái phần còn lại thì chắc nhờ một cái chị gái bạn của chị Tưởng phụ vô nữa thì tầm khoảng 75 triệu ha chị. Nếu phát sinh nữa thì mình sẽ tính sau. Đây là danh sách của mấy cô chú. Trước hết thì mình cảm ơn chị Phạm Thị Bảo Trân ủng hộ cho gia đình bé là 500.000 đồng. Nguyễn An 5 triệu. Một bạn ẩn danh 100.000. Ẩn danh 500.000. Một bạn thì chuyển khoản nhờ mua giùm quần áo cho bé Phượng 300.000. Một bạn chuyển khoản cho gia đình bé Phượng 5 triệu. Phạm Văn Triều 200. Lê Thị Thanh Hồng 80.000. Phan Văn Hòn 100.000. Và một chị gửi bé Phượng 200. Trong đó thì có một cái chú tên là Len ở bên Mỹ gửi 1.000 đô cho anh em hộ ở đây. Thì riêng gia đình bé Phượng thì được 4.6 triệu. Tổng cộng của mình đó là 19 triệu mấy. Còn anh Hồ nữa, phần của anh Hồ. Thì hôm nay á, thì đến thăm gia đình của bé Phượng cũng như là các cô chú ở đây. Thì cũng đại diện cho các cô chú là Mạnh Thường Quân để mà trao cái số tiền. Trước tiên là thay mặt cho anh Tuấn ở bang Houston của Mỹ á, thì anh gửi 10 triệu để cho 5 gia đình. Dạ. Đây là anh Tuấn thì mỗi gia đình là 2 triệu đồng. Cái phần thứ hai là về các nhà hỗ trợ cho gia đình của anh ba cũng như là bé Phượng có một cái nơi ổn định á, thì chú Thạch gửi cho em 100 đô
vào cái quỹ xây cất nhà cho bé Phượng và chị Nhã Thi ở Mỹ là 5 triệu đồng. 100 euro á là 2.564.000. Xin lỗi là 100 đô. Và chú Đình ở Mỹ thì cũng có gửi vào cái quỹ để mà giúp đỡ những hộ khó khăn, thì chú có chia sẻ là nếu cất nhà thì chú có thể hỗ trợ thêm về cái phần đó. Với lại anh Được thì cũng có nếu như cất nhà thì hỗ trợ cho mình thêm 3 triệu đồng nữa. Anh Được ở Hồng Ngự. Dạ, thì đó là quỹ cất nhà của em với lại của Phong. Còn đã được bao nhiêu tiền? Thì lúc nãy thì em tính mà cái quỹ của các chị đã gửi xong là một ở đây là 5 triệu nè. Với lại 2.500.000 là 7.564.000. Nếu như mà quỹ của anh Được ở Hồng Ngự của em thêm 3 triệu nữa là 10.564.000. Với lại chú Định có gửi vào cái quỹ thì để sau này thì em sẽ trích quỹ của chị đợi chú Định thì em sẽ nói nữa nó sao ha. Nếu như vậy là được 20 mấy triệu. Của em là được 10.564.000. Cất nhà được bao nhiêu triệu? 19 triệu mấy á. 12 với 4 triệu 6 nữa là 17 triệu. Để mượn lấy máy tính liền. Tính đi. Bây giờ chị Tưởng lấy tiền ra đưa luôn rồi ha. Riêng cái phần này á là được 12 triệu 1. Chị đưa trước 12 triệu 1 cho gia đình đây. Tụi mình là được. Là cái đó là quỹ cất nhà hay sao? Cho anh gia đình Bí Phượng chắc lẽ là dùng để cất nhà luôn rồi ha. Bây giờ như thế này, nếu như mà cất nhà đó thì mình tại vì mình sẽ kêu thợ và nên mình sẽ giữ cho gia đình của anh để mình gộp chung cái số tiền quỹ đó đủ cái số tiền cất nhà. Còn cái quỹ nào mà cho các hộ gia đình đó thì mình sẽ gửi luôn bây giờ. Phải cho hộ gia đình xài á, chi tiêu hàng ngày á. Dạ đúng rồi. Mình gửi bây giờ. Dạ. Còn phần cất nhà thì mình giữ. Dạ. Chứ tại ở dưới ghe không gì nữa. Bây giờ chị lấy trước 12 triệu 1 đi. Thì mình để đây trước đi. Rồi mình tính thực phần bao nhiêu để mình bù vào cái phần xây nhà ha. Rồi, thì 4 triệu 6 nữa. Khoan mới 12 triệu rồi chưa có 1. 4 triệu 7 đi, 12 triệu với 4 triệu 7. Cái nè. 4 triệu 6 nữa, 4 triệu 6 nữa. Đây là phần gia đình của Bé Phượng. Rồi của anh Hồ cho gia đình. Cô em là 10 triệu, đấy, cho em 10 triệu. Đây là tổng cộng là phần tiền của... Bây giờ em lấy 10 triệu của anh ra đi. Bây giờ tiền của Mạnh Thường Quân em thì em gửi cho từng hộ luôn. Dạ. Còn cái tiền mà cất nhà thì mình sẽ công bố lại bao nhiêu tiền mình sẽ giữ cái phần này. Thì để cất nhà chi tiêu thợ thầy em sẽ kêu ở trên này để cất cho cái nhà của anh ba luôn. Đây coi như vậy nào, hôm nay thì chị cũng đại diện cho bên em Đào ở bên Úc xuống đây trước hết là thăm gia đình và thăm các hộ ở đây, và sau nữa thì mua đồ cho bé và coi tình hình cất nhà như thế nào thì hỗ trợ để cất cho bé căn nhà mơ ước, đó là như vậy đó. Dạ. Rồi hai em thì được bao nhiêu rồi còn bao nhiêu thì em Đào hỗ trợ. Dạ. Dạ. Thì bây giờ thì chắc có lẽ là một clip, hẹn một clip nào nữa đi, mình sẽ gặp cái người thợ để bàn về việc làm nhà cho gia đình Bí Phượng ở góc bên kia. Thì chiều nay anh sẽ gặp thợ. Chút nữa mình sẽ cho mọi người xem cái miếng đất đó sẵn ha. Còn cái anh làm ấy để cũng mùa mưa rồi. Hiện giờ thì còn mấy hộ nữa ở đây, còn 4 hộ nữa. Thì trong đó thì một cô chú tên là Len ở bên Mỹ á, gửi cho $1,000. Thì các hộ là hiện giờ là được 4 triệu 6 mỗi hộ. Đây em chưa cho. Là phần của Phong là chú Len, ở cái phần này là của chú Len ở bên Mỹ là $1,000 ha. $1,000 thì em chưa có. Chưa có đâu. Chút nữa đi. Còn cái phần này là phần dậu này của chị Phụng gửi rồi coi đi đến vùng sâu vùng xa gặp ông bà già bà cụ thì tặng cho người một chai. Cảm ơn chị Phụng rất nhiều nha. Này tôi có món bài không để tôi làm.
Thương qua Tuyết Ngọc. Nếu mà xây nhà chắc tầm khoảng 20 ngày xong không anh Hồ? Mau lắm. Các nhà đó nếu như mà thợ chịu làm là vài ngày là xong rồi. Khoảng 5 ngày là xong. Người ta đã lắp ráp rồi, ta ráp rồi trong vòng ngày à. Dạ, ráp mau lắm. 4 ngày à, đồ đã có sẵn rồi. Cái này là cho mỗi hộ một chai hay sao chị? Một chai đi em. Rồi, cho nhà. Cảm ơn chị Ba. Cô chú ở bên bển gửi qua cho chị Phụng. Dạ, chị cô Phụng. Dạ. Cảm ơn cô Phụng ơi. Dạ. Ở đây thì bao nhiêu đứa nhỏ hết ta? 1, 2, 3, 4. Bên mấy cái 5 hộ ở đây hết là bao nhiêu đứa nhỏ hết? Chút nữa mình chở đi lên chợ mua quần áo ha. Rồi bây giờ cái, em có trao cái phần số tiền cho các hộ gia đình không? Có. Có. Mỗi hộ 4.6 triệu chị cho em đổi 500 đi. Là trong quỹ này luôn rồi đúng không? Chưa lấy ra. Riêng chú Lan cho 1.000 đô thì em tính là 4.6 triệu cho gia đình Bé Phượng rồi. Nó không tính trong này. Xong rồi, gia đình Bé Phượng xong hết rồi. Để em tính ra. Hộ nữa, hộ cuối cùng trong cái phần tiền 6.6 triệu nữa. Ở đây. Dạ. Chị gái này như thế nào anh Hồ chia sẻ cho chị? Chị cũng có một cái ngôi nhà rồi nhưng mà cũng có 2-3 đứa con. Có... cái nhà em cũng là bả ngày đi hỏi tiền ta nhưng mà không có hỏi nhiều, cũng như hỏi ít thôi. Bây giờ lúc đó mất đường đó, ba cái nhà cũ ta bán rẻ đó, cái em mua lại cái thiết, cái nào xài được thì xài. À, hỏi anh Tư với mấy anh em đây. Dụng đó rồi về thấy vậy em đấy, anh Tư anh nói gì thôi cưng không có tiền gì, anh đưa thiết anh mới mua nè, mà ba Hải thiết ấy người ta đâu thiết mà kiểu nhà chùa mà ta lột ra đó, rồi cái ta bán rẻ đó, rồi cái ảnh mua ảnh đưa cho em lận. Anh Len, chú Len bên Mỹ. Cái phần này á là Bùi Hồ với lại em Phong Bùi thay mặt Mạnh Thường Quân là chú Len ở Mỹ với lại anh Tuấn ở Houston của Mỹ luôn, thì trao 1.000 đô với lại là 10 triệu đồng cho 5 hộ gia đình. Và cái phần này thì sẽ gửi cho chị luôn là đủ 5 hộ á. Em nhờ chị Tưởng trao giùm ha. Phần này là 4.6 triệu. 4.6 triệu là của Phong. Cái 6.6 triệu mới đúng. 6.6 triệu. Trời anh Học. Dạ. Mọi người đếm tiền lại nghe, cái chừng đếm thiếu á. Không có, còn có thiếu được có trả hơn nữa. Của Phong là 4.6 triệu, của em là 2 triệu. 6.6 triệu. Cái chị đếm lại vậy em. Thiếu lỗ đó chị coi nha. 6.6 triệu. 6.6 triệu. Đó có không biết không? Chờ cô. Dạ rồi. Cảm ơn mấy chị, mấy anh với anh Hồng. Anh Tuấn với lại chú Lên. Anh Tuấn với lại chú Lên cũng giúp đỡ cho số tiền này cũng rất là mừng. Thấy thì cũng như nghèo mà thấy cầm số tiền này cũng mừng rồi, cũng khóc rồi. Trời. Nhiều khi là 2-3 bữa nay, cái tuần này 2-3 bữa nay mấy đứa nó không có tiền đi học luôn. Cũng như anh chặt lục bình cũng như là người ta chưa có ra, rồi người ta chưa có đưa rồi. Còn lỡ thì gắng nhịn tuần đi. Dạ. Qua chị đưa chị Út mển chị ra lục bình bữa nay chị đưa 200 ngàn. Là mẹ mua đồ ăn, cái bà mãi nói thôi con cũng mua ở đây đi, lại ở đây đi. Em chia sẻ với chị là bây giờ mình khổ, còn có người ta khó, ta giúp đỡ mình. Dạ. Chứ còn hồi thời của em không có đâu. Dạ. Em cũng khổ. Em cũng đi từng đi xin ăn mà tới em hồi gạt em ra vậy nè. Trời. Không cho em. Vì cũng trả cũng ông bà cũng đậu cô. Ông bà cũng đậu cô. Tại anh Bùi với anh thì anh Hồ với anh Phong giúp đỡ chứ ở đây cũng không ai cho em đâu thiệt. Lúc đó em ở trên miên vậy nghe, em đi thấy người ta mua xin gạo á, cái em lại nói em lại em xin người ta nói cũng như là nhà cửa làm sao đâu mà cho. Cái bơ về mà nước mắt tuôn xuống hoài, cái thằng chồng em nói gì nè, sao mà khóc vậy? Mình nghe ông vậy nè anh ơi, sao mà lợi xin cái người ta nói cái này cái kia ông cho mà cái nhà em một lúc đó nữa thiếu mà bề ngang có 2 thước, bề dài có 4 thước mà đâu phải mà em cắt đâu, em mua của người ta lợi có 250 ngàn tiền miên á, mà lúc đó em nhỏ nó còn nhỏ, em bước xuống liền là nó lúng xuống liền. Trời ơi, rồi cái về đây nè, cái thấy mượn cái ghe má đậu mài này nè, sống quá trời sống, em chợ chìm, em chợ chìm cái lui vô trong bờ.
nuôi trong bờ cái quá trời, cái anh điện cho chị chồng dạ, em á, mày không gian á. Lúa nó quá rồi, cái không dám cho nó đậu ngoài. Điện mày chị chồng em, mày không gian đó chị ơi, có tiền cho em mượn 100 đô. Thôi con còn nhỏ nhỏ, con cũng vô trong Đồng Tháp, bây giờ con không nhớ ở đâu. Mua đất rồi, con, đi, con vô đi, con đi cắt lúa. Chị nói 100 đô, cho cắt đủ tiếng nào. Con nhớ rồi đó, vô đây cắt lúa. Đất không hết được mấy triệu rồi là em mua ba cái cây rẻ của mấy chị ở đây đây nè. Rồi cái em cắt. Rồi ba cái thiết cái chùa đó rồi anh Tư, ta thấy anh Tư dạ, gì rồi người ta bán rẻ cái anh đưa cho em là chút nữa mấy anh lợi nhà em quay đi làm thiết cũ không cũng không có miếng thiết mắn luôn mà mướn người ta rồi thấy cô bác người ta tháo nhà ra đó, rồi cái ảnh hỏi mới đi lợi hỏi là chú dán cũng dán rồi dán cũ luôn chú bán ép chai không có được mua dán mắn nữa tôi bán ép chai á chú mày xài để lợi cho nó rồi chú để nhiêu cho tôi được biết tôi lãnh tiền công rồi tôi trả luôn rồi cái chú ảnh chia lại cho em nói thôi để cho mày 1 triệu đó rồi mới đem ba thiết chiều thấy em cắt nhà không có thiết rồi thôi lại lấy ba cái thiết đó đi anh mới mua về nè tính là cũng mua ra nè ở rồi thôi thấy em khổ đưa cho em cắt đi cho em nó lợp đi rồi vợ chồng em nó có dột tới đâu lấy ba cái giấy thùng của cô cái ảnh tới đó thì nhỏ xíu sợ chìm nữa ở đây vậy là được bao nhiêu hộ có nhà rồi lên bờ hộ nhà em cũng dây tiền của người ta hiện giờ cũng còn thiếu 140 triệu lắc nhắc lắc nhắc hộ của chị này nè chị này khi mà năm hộ về đây sống á chị thì không có một cái bến để đậu hết á cứ đậu chỗ này thì người ta đuổi chỗ nào cô nói có chợ Phật chưa ăn cơm giấc sáng không tội tình gì thời với cô luôn ngầu khóc luôn đó cô đậu đây bữa nay được 5 ngày với em tới bữa ngày thứ 6 là đuổi với lợn đó lần đó đậu đâu được chừng 10 mấy ngày quầy ngang đuổi lại đây rồi cấm nọc nửa đêm hơn đêm đi lặn trà gì nó đuối trong mình cũng bắt buộc cũng phải như nhảy dưới sông lặn cấm nọc nữa lặn rồi cấm rồi ba cái nọc ga này gọi em là 2 giờ rồi leo lên ga ngủ được chút xíu gì mà quầy đi làm nữa rồi quầy ngang rồi anh em nói nghe bà mẹ em với là mấy đứa em của em nó mằng lắc nhắc rồi nó góp chung với nhau là thôi đi mình hùng với nhau mình mua mẹ miếng đất ở đi dù mình không được ở trên bờ mình đậu dưới sông cũng có bến bãi mình đậu nữa để đuổi lên đuổi xuống bằng mệt kiểu này về còn sức lực nữa đâu mình đi làm đuổi cho đuổi hoài mấy nhóc nhỏ thì chị về yeah. Thôi bây giờ chắc có lẽ là mọi người sẽ tranh thủ đi lên chợ để mua một ít quần áo cho mấy đứa nhỏ nhưng mà chị tưởng như chị trên dọn cơm hết rồi dạ, à, một lần nữa thì chắc có lẽ là Bùi Hồ và em Phong Bùi với lại chị Tưởng chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ những cái hoàn cảnh khó khăn cũng như là đồng hành cùng kênh. Cảm ơn chị gì ở Đài Loan Trà Thu Đào chị Trà Thu Đào ở Đài Loan ở Úc rất nhiều dạ, và rất nhiều Mạnh Thường Quân khác đã hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Ôi hôm nay có cá lóc rồi kìa. Dạ ăn giùm đi rồi hả giùm đi cơm. Mấy cô không ăn là hậu với anh sống á ngăn giùm cơm rồi hả. Ủa con cá lóc này là ngày mai được không kỹ năm bên kia cũng chừng 50 á anh có nói anh Hậu không anh Hậu hỏi em no con nói rồi mua gì á chứ đừng có nói nữa em đâu có dặn nấu cơm đâu chứ dặn nói gì vậy kìa anh Hậu đâu mà không có cơm gió giá đừng có nói giá bây giờ vậy nè thôi đúng là không phải là mình chê món quà hoặc ăn ở đây yeah. Nhưng mà tại vì công việc của chị Tưởng còn rất là nhiều đường mà còn xa nữa dùng với mình một chén cũng được một miếng thôi mình dùng một chén lấy thảo bây giờ đi liền ha mình dùng chén đi chắc là không dùng với dùng là bỏ dùng cái này chú Lên nè chú Lên chị Ba thì cái phần này là của chú Lên là Việt Kiều Mỹ của Mạnh Thường Quân của bên Phong á gửi cho 5 hộ gia đình là 1.000 đô thì mỗi hộ gia đình là 4.600.000 đồng. À, đây em gửi cho chị Ba ha. Này là để sinh hoạt hàng ngày. Vậy cảm ơn chú ơi. Dạ còn cái phần của em thì anh Tuấn gửi ở bang Houston của Mỹ gửi cho 5 hộ gia đình mỗi hộ 2 triệu thì 5 hộ là 10 triệu thì em gửi cho chị 2 triệu. Chú gì? Cảm ơn chú ơi. Dạ anh Tuấn ở Houston của Mỹ. Dạ cảm ơn chú Tuấn. Rồi, bây giờ thì mình đi sang các hộ còn lại ha. Bên này mấy đi, hộ mấy kia. Đi nít liền giúp con cùng với tôi miếng nước cho cô chú. Dạ được rồi chị. Dạ con đi qua xong rồi con quay lại lên. Đi về bánh đi. Lát thì qua lát thì lại cho đặt luôn nè. Vậy là anh Hồ đưa cho chị Tưởng đưa luôn ha. Chị Tưởng đưa đi. Cứ mỗi hộ chị cho 4.6 triệu thêm 2 triệu nữa là 6.6 triệu. 6.6 triệu. Đây. Chú Len với lại anh Tuấn là chị Tưởng.
mỗi hộ là 6.6 triệu. Ôi cẩn thận. Đốc, chỉ cho. Chỉ. Nhà đây là nhà bà ba ha. Nếm tay. Chị té bà cũng té luôn. Cái ghe này đỡ hơn cái ghe bên anh ba. Ba chồng chèn ghê quá. Đổ cho người hậu ngậu với hạnh phúc này nè. Chị chợ. Ôi rồi anh năng năng đó kìa. Nấu cơm mình cho mình gọi anh năng qua đây luôn đi. Cho dầu. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Quá. Nhân chúc cô nhiều sức khỏe ăn cô. Bữa đó anh hậu cho anh trai quá cho mừng luôn rồi. Sớt cổng cá mử hết rồi. Bữa nay là mừng gấp đôi luôn rồi. Cảm chúc cơ nhiều nữa. Cảm ơn món quà tới chị. Anh dám chứ cơ hết đâu nè, sớt cái chai nhỏ thử từ từ. Trời. Em khoái lắm. Miếng cà cô. Dạ con muốn ở ngoài để ngoài. Cảm ơn. Bây giờ gửi cho ai? Ăn cơm đó em, ổng ăn cơm đậm mắt thường á. Ai đại diện anh không? Ở đây bà cụ. Cụ thì dạ dạ con cảm ơn cụ. 6.6 triệu. 6.6 triệu. Thì cái phần này là của chú Len ở Mỹ với lại anh Tuấn. Sáu đâu có. Chị mượn cô chị đi. Đúng rồi. Thôi tại vì Tú kêu ba con chú kêu đừng để đó đi. Chia sẻ thêm với mọi người á, phía bên kia là một gia đình, một cái anh trai gà trống nuôi con. Khi mà vợ vừa mới mất, anh đang đối mặt cái tình trạng đó là sao đủ. Em mượn của chị thêm á. Dạ, trong cái phần này là phần nãy em tính có 12 triệu mấy nha. 12 triệu mốt à. Rồi cái phần này của ngoại là 6.6 triệu. Dạ. Dạ. Tôi cũng rất mang ơn anh em mà cô bác nước ngoài cho, tôi cũng cảm ơn, rất là cảm ơn. Dạ. Cũng là trời Phật cũng độ mấy cô, mấy chú bên quân cho mạnh giỏi. Cho được mà may mắn cho tiền vô cho người nghèo đang giúp đỡ chúng tôi. Dạ. Thì thay mặt tất cả bà con kêu vào dạ. Chúc ngoại nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ. Còn hồ tiếp theo là ai anh Hồ? Chúc cho hồ nữa, cho nghiệp hồ, hồ cực khổ lắm đó, hồ á. Dí dê, chúc Phong mà, dí chúc Phong mà. Chị này là 6.6 triệu luôn chị. Chị gái này là một trong những cái hộ may mắn hơn, đó là được lên trên bờ sống. Và trước kia thì chị sống trên một cái ghe bị chìm. Đây là ghe của chị nè. Và căn nhà này của chị. Nhưng mà để được xây cái nhà này hiện giờ thì chị vẫn phải vay mượn nè. 6.6 triệu nữa em à? 6.6 triệu nữa chị. Chị có 100.000 lẻ đó không? Hồi với anh Thâm với cô dùng cơm nha. Cơm dùng cơm nha. Cơm bắt thơm đó nha. Cơm bắt gà đó. Cơm bắt gà đó. Quen chưa chị? Không quen quen nè. Ở đâu mà bắt xì xì cái không sợ nữa. Cũng mấy cô mấy chú mạnh thường quân vào dạo sức khỏe bằng ăn khá giả. Giúp cho dẫn hộ nghèo khó chúng em. Chị này thì có 6 người con. Thì cái nhà chìm quá nên anh nữ là hỏi tiền nóng để mà cất nhà luôn á. Hồ với chú Phong. Bây giờ nợ bao nhiêu rồi chị? Dạ 40 triệu, còn em còn 40 triệu nữa. Nhưng mà cũng đỡ, lên trên bờ đỡ ha. Dạ, dạ. Còn anh này là... Anh này thì vợ mới mất, ghe bên đây nè. Thì ảnh gà trống nuôi con. Nuôi bé gái này nè. Nuôi bé gái. Và lúc mà vợ bị bệnh á, là vay mượn 30 triệu. Hiện giờ là mỗi ngày là trả bao nhiêu hả? Bữa đó mấy ngày anh nắm ảnh đưa cho 6 triệu mà em quay ra mãi trả người ta đỡ là 5 triệu. Còn lại 22 triệu đó. Bây giờ bữa đó anh Hậu anh đưa em triệu đến Hậu. Anh khẳng định em chạy ra mãi em đưa người ta còn lại 21 triệu. Mua đồ ăn là phải mua thiếu. Thì cuối tháng khi nào mà làm có tiền á thì mới gửi trả. Giống như cái bàn thờ này nè chị, hôm trước em thấy là nhà có mấy cái chai nước ngọt á, lon coca á. Thì hỏi ra mới biết là cái thùng coca khoảng 150.000 thôi. Nhưng mà mấy hộ này phải mua góp, mua thùng nước ngọt mà phải trả góp cái tạp hóa. Hỏi tiền gói bánh tét luôn á chị. Hỏi nợ để đi gói bánh ăn Tết. Tại vì muốn cho ông bà ấm cúng á. Còn 6.6 triệu là gia đình anh này nữa hả chị?
Dạ con từ từ đi con. Cho chú Hồ với cô ăn với chú Bông. Vậy nãy anh ăn với bà cụ, với lại chị là ba, với anh bên kia là bốn rồi. Cái này nó được tới chị chín. Dạ, cũng cầu chúc cô với là mấy cô mấy chú ở bên nước ngoài, bên mạnh thường quân bệnh cũng cầu chúc mấy cô mấy chú dồi dào sức khỏe, làm được tiền vô nhiều nhiều giúp đỡ cho chúng em. Viên hồ nó thì niệm hồ, viên hồ với là chú Tâm. Đi cô cũng là trời, cũng cầu chúc cho cô cho là dồi dào sức khỏe cô. Với cô nè. Có một cái câu em cũng thường ngày cũng đi làm thuê làm mướn, cũng là trả nợ trả nần cho cô bác anh em tay chứ là mấy là mấy cô vợ chú em nó đặt lưng xuống rồi là cũng... ơn. Còn bằng trả nợ cho người ta nó ngay anh nắm bữa đó anh cho 6 triệu là quay ra mã trả được 5 triệu còn lại 22 triệu, với bữa đó anh Hồ cho được 1 triệu nữa đem ra mã trả anh ta còn lại 21 triệu. Bây giờ trả cái này nữa là ngon rồi, cũng đem đi trả nữa đó, chứ không dám để ở nhà xài, có tiền cô bác cho nhiêu đó xài. Cũng đem đi trả nợ cho cô bác, nhưng mà trả này là còn lại 15 triệu nữa. Dạ 15 triệu mỗi tháng đóng tiền lãi bao nhiêu anh? Bây giờ người ta cho tiền lãi thấy hoàn cảnh em khổ rồi người ta cho lãi luôn chứ người ta không có lấy lời nữa. Vậy cũng đỡ ha. Mới dạ. Mang thơ và mang thơ kìa chị. 6 tháng nay vậy cô à? Dạ. Gọi là đang chị đang tắm. Chị thấy thảm thương luôn, chút xíu chị qua đó chị không dám đi. Đại diện em Trà Thu Đào, chị trích ra một phần tiền này chị gửi cho anh này trả nợ luôn. Thì vô hoàn cảnh tình thương mến thương, thì vợ mất rồi, giờ cũng còn con nhỏ mà hiện thời bây giờ thì ở bên đây dịch cũng đang bùng phát thì chắc hỏi cũng không làm gì được. Hên chị hả chú Hồng, bùng phát nữa chị trích ra phần tiền này chị cho em Đào ha. Dạ thôi thì... anh ngồi sát vào xíu. Vậy là nếu như mà anh đem trả 5 triệu thì anh còn thiếu lại 15 triệu nữa. Dạ. Có nghĩa là 6 triệu 6 này thì anh cứ giữ là 1 triệu 6 để anh sinh hoạt hàng ngày với bé. Anh tính đem đi trả luôn. Bây giờ nghe chị này nói nè. Chị này nói đi. Anh tính đem đi trả cho nhà bớt nợ. Để bây giờ là tóm lại là anh còn nợ bao nhiêu? Thì 21 triệu. 21 triệu. Chứ là em đem trả 6 triệu này nữa còn lại 15 triệu. Còn lại 15 triệu. Giờ em cho anh 15 triệu, em không cho nhưng mà trích ra cái phần tiền của em Trà Thu Đào. Ồ, đúng ra thì hôm nay chị xuống đây thì là mục đích là đi xuống để cất nhà cho bé Phượng và mua một ít đồ ăn cho tất cả mọi người ở đây. Thì thôi hôm nay nghe cái câu chuyện của gia đình này thì thật cũng là đáng thương, thì cũng chị cũng muốn đại diện với em Đào là chị xin rút ra 15 triệu của phần tiền này chị gửi cho anh này để trả nợ mà lúc mà đang giao cho vợ. Dạ. Lúc... Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Là 15 triệu. Quân. Có câu chuyện rất là hay á không? Là hôm trước thì anh đại diện Mạnh Thường Quân vô mà trao tiền á. Thì anh mới nghe một cái câu chuyện là cái bà cụ kia khổ, thì mấy anh chị ở đây là cô chú đây góp lại người 100 ngàn cho ngoài kia. Cho ngoài nhà bà cụ mà anh chỉ em đó. Ôi ơi, em nói thôi bây giờ thì đang khó khăn ngoài kia thì có hỗ trợ rồi mà cũng đem cho luôn. Không dám nói lớn, sợ nhau. Sợ cháu nghe. Dạ. Giống như mà ông bà ta nói mà lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá tả tơi. Sớm này nghèo rồi mà nghe người ta nghèo hơn cứ góp tiền nhau cho. Thôi bây giờ gửi 15 triệu nữa ha. Có chị Trà Thu Đào. Bây giờ vậy là hôm nay là anh mang số tiền này đi trả nợ là hết rồi. Trả hết cho mọi người. Như là lên mây luôn. Vậy là khỏe rồi, làm ngày nào mình chi phí đủ ngày đó rồi. Từ hôm Tết tới giờ anh Hồi em nói cái chợ Phật đi mình mặn mướn cho người ta, chủ trà người ta chụp không được người ta, em cũng làm thinh luôn. Bà mẹ bả gói bánh bên đây bả đưa qua cho cúng cho vợ em nữa, rồi em cũng đỡ làm thờ cúng luôn. Chút nữa mình tham quan cái ghe của anh là mình biết được là ghe nó muốn chìm cỡ nào rồi. Đi muốn sập lên sập xuống. Chị chắc chị đi không được đâu. Đi như là chỉ có mạnh mẽ con ngàn mấy anh. Không được chị. Chị đi được. Có mình hầu đi được. Hầu với không đi được. Giỡn cô. Cũng dân miền sông nước mà. Mấy bà chưa thấy cô gái mạnh mẽ. Chắc chết cho chị đi ghê. Hôm nay chị đại diện gia đình em Trà Thu Đào. Trước là chị chúc tất cả gia đình em được nhiều sức khỏe. Sau nữa chị xin trích ra phần tiền này để gửi cho em này để trả nợ.
vợ mới mất 15 triệu. À, em cũng cầu chúc cho cô Đào bởi cũng là dồi dào sức khỏe, dạng sự được như ý, là làm được may mắn giúp đỡ cho chúng em. Nhưng mà hoàn cảnh em cũng khó khăn, cũng nhờ mấy cô mấy chú bên nước mà em bển giúp đỡ cho em thành thật cũng biết ơn.